Vụ hỏa hoạn xảy ra bên trong một tòa nhà dân cư và thương mại 5 tầng trong phố người Hoa, Chinatown, ở thủ đô Manila, Philippines. Theo hãng tin Reuters, giới chức địa phương cho biết vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 8, theo giờ địa phương, lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về hỏa hoạn bùng phát tại tòa nhà thuộc quận Binondo của Manila. Đám cháy đã được dập tắt sau đó khoảng 3 tiếng. Theo hãng tin AFP, các nhân viên từ 14 xe cứu hỏa đã nỗ lực kiểm soát đám cháy và đến trưa các xe chờ sẵn trên đường để đưa thi thể các nạn nhân đi. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và chưa rõ liệu có nhiều người bị mắc kẹt bên trong hay không. Tòa nhà trên cũng là nơi lưu trữ hàng hóa của các tiểu thương vào ban đêm. Tòa nhà có các cửa hàng ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng trên. Có ít nhất 11 người thiệt mạng.